Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ 2. Và trong video hôm nay thì em Linh sẽ lại giới thiệu cho các bác một dòng tranh cực kỳ được nhiều bác khách hàng ưa chuộng ở bên em các bác nhé. Dòng tranh Vinh Quy Bái Tổ có chất liệu làm bằng gỗ hương đỏ. Thì những cái dòng tranh này thì em cũng quay video khá là nhiều rồi. Nhưng mà một trong những cái yếu tố để mà em có thể tiếp tục quay về cái dòng tranh này cho các bác, bởi vì về cái chất liệu thì cũng là hương đỏ thôi. Và kích thước là 1m97 chiều dài và 97 chiều rộng. Kích thước phù hợp phong thủy các bác nhá. Chỉ có một điều đặc biệt là mỗi cái dòng tranh đều là Vinh Quy Bái Tổ, nhưng mà nó sẽ khắc họa một cách khác nhau. Và cái thứ hai nữa là về cái màu sắc, khi mà phun hoàn thiện thì cũng có màu đậm hơn và màu nhạt hơn. Riêng cái màu hôm nay em giới thiệu với các bác thì nó có cái màu đậm hơn một chút. Thì bác nào mà thích cái màu sắc như thế này thì có thể tham khảo bức tranh ở bên Thế Giới Đồ Gỗ 2 các bác nhá. Thì như cái dòng Vinh Quy Bái Tổ thì các bác có thể thấy những cái đoàn quân, những cái người lính này, loa kèn đầy đủ cũng như là kiệu và ngựa để mà đón Trạng Nguyên về làng. Thì tất cả đều rất là ý nghĩa, với cái mong muốn là khi mà treo bức tranh này trong nhà, ngoài ý nghĩa là trang trí đẹp ra và còn mong muốn là những người con, người cháu ở trong gia đình, những thành viên trong gia đình sẽ ăn nên làm ra, cũng như là công thành danh toại và luôn luôn là phải ghi nhớ là uống nước nhớ nguồn, một trong những cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đó, dù mình có ở chức cao bao nhiêu đi chăng nữa thì tất nhiên là mình vẫn là một người con của gia đình, cũng như là người con của quê hương. Làm ăn nên làm ra, cũng như là công thành danh toại, thì không bao giờ quên được cái công dưỡng dục của cha mẹ, công sinh thành, cũng như là dạy dỗ của thầy cô, cũng như là những người thân xung quanh từ nhỏ đến lớn. Rất là ý nghĩa các bác nhá. Và bộ tranh này thì bên em đang bán với giá là 16.800.000 thôi. Chỉ 16.800.000 thì có thể là sở hữu một bức tranh các bác bưng bế về nhà cũng như là treo rồi. Rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Thì bác nào quan tâm thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại 0929 57 3. Địa chỉ bên em là đối diện công ty giày da, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Và cơ sở 2 là ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An các bác nhé. Và đừng quên là cho em Linh một nút like, share và đăng ký kênh. Để trong thời gian sắp tới thì bọn em sẽ tiếp tục hoàn thiện những cái dòng tranh mới, thì sẽ tiếp tục quay và đăng tải lên cho các bác hàng ngày. Và rất là cảm ơn các bác đã dành tình yêu thương. Bác nào chưa đăng ký kênh thì một lần nữa em xin nhắc lại, hãy đăng ký kênh cho bên Thế Giới Đồ Gỗ 2 các bác nhé, để có thêm cái sự tương tác, cũng như là bác nào thích cái bức tranh này cũng có thể là comment dưới video cho em để giao lưu, cũng như là làm quen với nhau các bác ạ. Đấy, và để mình lựa chọn được những cái sản phẩm tranh phù hợp nhất cho gia đình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.